Mình tiếp tục đi thăm cầu buổi sáng nha các bạn. Hiện tại giờ 5 giờ sáng nha các bạn, mình đi cầu thử coi có dính nữa không nha các bạn. Cần thủ mà cặp kích thủ. Ôi Kìa kìa. dính cá tê buồn chán luôn các bạn ơi. Ở chỗ đầu mương này tối có dính con cá lóc rồi nha các bạn. Và dính thêm cá tê bự nha các bạn. Rồi cái cần đó ấy. Ngoài kinh thì không dính các bạn ơi. Thấy xéo xẹo con dây là nghi rồi. Hai đèn đèn trắng đèn vàng. Sâu không? Sâu rồi, ủa con này bự kìa. Con gì có dính này. Chó đội qua ông nội ơi. Chưa, dính cây hả? Lên cá các bạn ơi. Ồ, cái tay bị chán nha các bạn. Nhìn cái nhát kìa trời. Hơi ốm. Con đầu tiên nha các bạn. Ủa không đem lưới hết trơn luôn hả? Im ru. Nó cần này không dính các bạn, nó cạn quá trời cạn rồi. Chết luôn hả? Ồ, cái lóc bột chán chết luôn các bạn ơi. Ồ, nó sắn con dây kìa. Ồ, con này nó hơn nửa ký ha, có ký luôn á. Ồ, con hồi trói chết rồi, con này chết nữa. Ổn quá các bạn ơi. Con này do anh em mình mệt quá, khuya không có đi thăm nổi rồi. Chết luôn. Bên đây có dính con cá gì nè, bự các bạn. Ở con cá trê các bạn ơi. Con cá trê tiếp nha các bạn. Đó. Trê cái trê tiếp các bạn ơi. Quá trời rồi. Còn cái tê thứ hai nha bác. Má nó quấn. Cái móc lưỡi rồi. Móc lưỡi này nhảy. Quấn không? Nè. Bỏ mấy cận lên đây chút ra cầm. Đi vô đi ra cầm. Còn cá lóc mà chết bị chả luôn nha các bạn. Chết, tổ chết con cá lóc. Con này. Con này dính con nữa mà không biết con gì nó chết tắn tươi, ốc nó bu luôn các bạn, chắc cá rô quá. Cá rô đậm các bạn, chết luôn. Chết rồi. Đó, đi tử người ngay vậy. Quá. Cá rô này chết trong khuya các bạn. Đúng rồi. Cũng chết nữa. Tối đậm mà mạnh quá không? Ừ. Mà thấy tối nó mạnh quá trời mạnh mà sao yếu gì vậy chết vậy. Ủa cần này ngu luôn. Để hai cái tay cầm cho. Cần tiếp các bạn ơi, còn những cái tay tiếp các bạn ơi. To này không đây. Đây cũng được các bạn ơi. Mình đi. Con này cũng to nha các bạn. Này thất thu các bạn ơi. Cũng được, cũng không gọi là mớm. Có tiếc tiếc cá lóc chết uổng quá. Cũng hên quá các bạn, cũng được thêm con cá trê nữa các bạn. Hãy qua luôn. Rồi xong. Trời ơi, ta kéo lên bờ luôn, đi giả cao. Anh phóng xanh này các bạn ơi. Hãy qua đây. Anh phóng xanh con cá rồi các bạn. Sáng nha các bạn. Giờ gom những cận cuối cùng các bạn. Không biết dính con gì đây nè. Rồi, con cá trê các bạn ơi. Hên quá. Nù ra.
Đó, uống luôn đó. Đó. Rồi anh em mình nhà cuốn đồ về báo cá nha bạn. Nãy anh Nam dính còn cái gô bự nữa bạn ơi. Về mình quay sau nha. Anh Nam dính còn cái gô khủng nha bạn. Đây cái tay mình đây, không bằng cổ tay mình luôn nha bạn. Rồi mình báo cá luôn nha. Đang đựng con cá lóc chết với 4 cái tê, 5 con cá tê Nam thả thành con rồi. Nhưng còn cá gô. Rồi bạn thấy hay nhớ đăng kênh ủng hộ nha.